nhiên giọt nước mắt thấm mi cây. Đường về ngày hôm qua bóng nghèo sao xa quá. Anh nhớ em người ơi, sao mới hôm qua mà giờ chỉ mình anh lẻ loi lăng thầm lê bước trong mưa. Hello, xin chào cô chú chị các bạn. Welcome back to my channel guys. Hôm nay là Super Tuesday quý vị ơi. Hôm nay là Super Tuesday, là một ngày vô cùng quan trọng đối với các ứng cử viên tổng thống Mỹ. Coi như là hôm nay là coi như là mình sẽ thời sự với quý vị về coi như là bầu cử Mỹ quý vị. Chúng ta hôm nay sẽ bình luận về chính trị Mỹ. Hôm nay là Super Tuesday, là ngày mà 16 tiểu bang, người dân ở 16 tiểu bang bao gồm cái tiểu bang Texas mình, sẽ cùng nhau đi bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống Mỹ vào cuối năm nay 2024. Đó. Hiện giờ cái mồi hiện giờ đó nha, theo xu hướng hiện giờ thì có thể là chắc chắn 100% là gì? Không, 99% thôi chứ chưa đến nỗi chắc chắn 100% là coi như ông cựu tổng thống Trump sẽ tái đấu với anh Biden quý vị vào cuối năm nay. Đây là một cái màn mà song đấu mà vô cùng hấp dẫn luôn. Tại vì khả năng là coi như 99%, hay là 100% luôn chứ không làm 99% là anh Biden, anh sẽ được đề cử để mà gọi là ra ứng cử nhiệm kỳ 2 nữa. Tại vì anh Biden chỉ mới có 80 mấy tuổi thôi mà, tính ra anh còn trẻ măng chứ có gì đâu. Và khả năng là cũng 99.9% là ông Trump sẽ coi như đánh bại bà Nikki Haley để mà coi như giành quyền đại diện đảng Cộng Hòa để mà ra ứng cử. Thì hiện giờ số phiếu đại biểu mà ông Trump có được sau khi mà thắng đi coi bên Michigan nè ha, bên South Carolina giờ này ha, là ông Trump có được 110 phiếu delegates, tức là phiếu đại biểu đó nha. Còn bà Nikki Haley thì coi như mặc dù bà chưa bỏ cuộc quý vị, mặc dù bà cũng còn cố gắng chiến đấu, nhưng mà bà chỉ mới được có 20 phiếu đại biểu thôi nha. Cái dĩ nhiên là gì quý vị, sẽ có một số thành phần mà coi như là không biết gì về nước Mỹ, không ở Mỹ và luôn miệng chê bai Mỹ, nó sẽ nói chưa thấy chưa, trời ơi trời, ở bên Mỹ mà có quyền lợi gì đâu, có quyền lợi tự do gì đâu, còn là do đại biểu người ta chọn không, chứ người dân có chọn được gì đâu. Cái đó là coi như mình xin thông báo rất là mạnh mẽ luôn, là những người đó dốt của gì, dốt mà không biết dựa cột mà nghe, nó còn tức là nó còn dốt cả hơn cả chữ dốt nữa. Trước tiên là gì, những ông ứng cử viên đó, ví dụ trong trường hợp này ông Trump đi, hôm nay Super Tuesday mà ông thắng được coi như là bao nhiêu, ông thắng hết các cái tiểu bang mà coi như là bên phía đảng Cộng Hòa đi, không, tại vì bây giờ là chỉ mới là bầu cái người đại diện đảng để mà coi như là cuối năm nay ra ứng cử tổng thống thôi, chứ là ra bây giờ nó cũng chả liên quan gì tới bầu cử tổng thống hết á. Hiện giờ đó là bên đảng Dân Chủ, người ta coi như là người ta căn bản người ta chọn anh Biden, tại anh Biden không ai đóng đấu giành ghế, giành cái vé mà tái tranh cử với anh đó, không mình ảnh à. Còn bên đảng Cộng Hòa hiện giờ đó, là những ông khác là người ta đã bỏ cuộc hết rồi, chỉ còn ông Trump với bà Nikki Haley thôi. Không, mà để được giành quyền đại diện đảng Cộng Hòa để mà gắn cử tổng thống là cần phải có cỡ 2,000+ phiếu đại biểu. Không, cái dĩ nhiên là cái sự mà dốt như mình nói nãy nằm ở chỗ này nè, không, những người thành phần mà coi như là họ không biết gì nước Mỹ đó quý vị, chẳng không, thì họ sẽ nói chầu thấy chưa, ở Mỹ nó nghe toàn là đại biểu người ta bầu, không, dân bầu gì đây, Mỹ làm gì có tự do, không có đại biểu nào bầu ở đây đó, dân Mỹ bầu, sao đâu đại biểu sẽ bầu theo dân Mỹ, không, bằng chứng là gì, bằng chứng là đơn giản lắm. Quý vị nghĩ xem, ông Trump á, không, ông Trump là gì? Ông đang là cựu tổng thống đúng không? Ông đang bị coi như là bị chính phủ Mỹ nó khởi kiện tùm lum, ông đang bị chi tố đồ tùm lum á đúng không? Nhưng mà ông thắng ở bang Michigan, không? Và coi như là ông thắng ở bang North Carolina, ấy là ông South Carolina chứ, tức là Nam Carolina đó. Thì đại biểu ở những tiểu bang đó bắt buộc là họ phải bầu cho ông. Mặc dù chưa chắc là ổng họ thích ổng nữa, ok, mặc dù chưa chắc, nhưng mà gì ổng thắng thành ra là gì, họ phải dồn cái phiếu của họ cho ổng, thấy không? Và bữa nay Super Tuesday
đúng không? Khả năng cao là anh Trump anh cũng thắng nữa, đúng không? Dĩ nhiên là anh phải thắng so hơn nhiều so với bà Nikki Haley rồi đó, đúng không? Tại vì tới 16 thì bang tổng cái lượng mà phiếu đại biểu hôm nay là nó có cả 8-900 phiếu đại biểu, dĩ nhiên là 8-900 người đó đó, họ không thể nào mà coi như là họ bầu cho bà Nikki Haley cho dù họ có thích bả đi nữa, hay là họ không thể nào họ bầu hết trong Trump đi nữa, mà họ chỉ được bầu sau khi mà có kết quả người dân Mỹ người ta bầu, đúng không? Ví dụ người dân Mỹ, ví dụ người dân ở tiểu bang Texas này đi, người ta bầu cho ông Trump thắng, là mấy cái người mà phiếu đại biểu đó đó họ cũng phải dồn cho phía ông Trump, mặc dù là chưa chắc không họ thích không chưa chắc, nhưng mà gì, ông Trump thắng hay bà Nikki thắng là họ phải dồn phiếu cho người thắng. Thì đơn giản cái đó là cái quy luật chơi nó là như vậy, nghe không? Cái quy luật chơi nó là như vậy đó, ai thắng thì tự nhiên có phiếu đại biểu à, nghe không? Và khi nào mà họ thắng tới cái mức độ mà coi như là cỡ 2,000+ phiếu đại biểu à, thì khi đó họ sẽ được đứng ra làm đại diện đảng Cộng Hòa để mà tái đấu với anh Biden vào dịp cuối năm nay, nghe không? Đơn giản không quý vị thấy không? Trời ơi đó nghe. Mà nói này mới thấy chuyện cái buồn cười nằm chỗ này nè quý vị. Cái buồn cười nằm chỗ này nè, nghe không? Đó là bình thường quý vị. Có một số thành phần về truyền thông quý vị, tụi nó hay gọi quý vị là gì? Tụi nó hay gọi quý vị là gì? Nào là gì nè, lưu vong, khát nước đúng không? Có một số thành phần về truyền thông quý vị nó hay gọi quý vị có một câu một gọi hoài à, lưu vong mà là khát nước, không? Nhưng mà qua cái dịp bầu cử này á thì coi như là quý vị đã thể hiện cho những cái thành phần mà gọi là có nước đó quý vị. Quý vị thể hiện cho những thành phần mà có nước đó, quý vị thể hiện cho những thành phần mà có nước đó quý vị. Đó là gì? Đó là quý vị là Mỹ, là công dân Mỹ, tức là công dân của một cường quốc hàng đầu trên thế giới, và công dân Mỹ đó là công dân của quốc gia giàu có trên thế giới, và công dân Mỹ quý vị có thể tha hồ tham gia vào chính trị Mỹ, bàn luận chính trị Mỹ, nói chuyện chính trị Mỹ, bỏ phiếu bầu cử Mỹ, nói chung là tha hồ quý vị, tha hồ. Thì quý vị có thấy không, qua cái câu chuyện mà coi như là nãy giờ em nói đó, thì ai mới là thật sự khát nước quý vị? Ai mới thật sự là khát nước? Không? Hết chuyện đó nghe quý vị. Quý vị bị gọi là khát nước, lưu vong, mà quý vị muốn bàn chuyện chính trị kêu nào quý vị bàn, quý vị muốn nói chuyện chính trị kêu nào quý vị nói, quý vị muốn bỏ phiếu cho ai quý vị bỏ phiếu, quý vị bỏ phiếu cho anh Biden cũng được, quý vị bỏ phiếu cho anh Trump cũng được, quý vị bỏ phiếu cho bà Nikki Haley cũng được, hay quý vị bỏ phiếu cho chính quý vị cũng được nữa, không? Tha hồ, không? Quý vị muốn ứng cử vị trí nào cũng được hết, không? Thắng thua gì không cần biết, nhưng mà gì? Quý vị có cái quyền đó, đúng không? Tại vì quý vị ở Mỹ mà, quý vị là dân Mỹ, quý vị có cái quyền đó, không? Còn nhiều đứa quý vị, còn có nhiều người buồn cười đó quý vị, có nhiều thành phần á, mang tiếng là tự hào, mang tiếng là ngạo nghễ, mở miệng ra làm giống ông gì cũng tự hào hết á, mặc dù không có tiền quý vị, mặc dù không có tiền nhưng mà thích tự hào lắm, không? Mặc bây giờ suốt ngày ngạo nghễ, suốt ngày là coi như so sánh với Mỹ, mặc dù nghèo hơn Mỹ quý vị, mặc dù nghèo hơn Mỹ nhưng mà thích so sánh với Mỹ vậy đó, mặc dù kém hơn Mỹ nhưng mà thích so sánh với Mỹ, mặc dù lạc hậu hơn Mỹ nhưng mà thích so sánh với Mỹ vậy đó. Thì những cái thành phần đó đó quý vị còn không dám nói tới chính trị nữa, nói chuyện là nói cái gì nói nhưng mà coi như là không nói tới chính trị, không? Các anh chị cứ nói gì nói nhưng mà anh chị đừng đụng chạm tới chính trị, đừng đụng chạm tới những vấn đề nhạy cảm, à đúng quý vị kỳ ơi. Vậy sao giống Mỹ đó. Là nói gì nói nhưng mà quý vị là coi như là phải khen một cái hãng xe nào đó chứ không có được chê như dân Mỹ cái chứ. Có gì kỳ ấy. Thấy dân Mỹ không? Hả? À, thấy dân Mỹ không? Ta thích nói về xe, ta nói về xe. Không, ta thích nói về chính trị Mỹ, ta nói về chính trị Mỹ. Ta thích nói về tổng thống Mỹ, ta nói về tổng thống Mỹ. Ta thích nói về bầu cử Mỹ, ta nói về bầu cử Mỹ. Không, ta thích nói về vấn đề gì ta nói à. Không? Trời ơi trời. Ủa khát nước kỳ ấy. Hả?
các nước gì đâu mà quyền lợi dưới cái trời. Cả, không, ông quý vị thấy buồn cười không? Khác nước mà lại được thế giới chào đón quý vị. Khác nước mà lại được thế giới chào đón chứ. Thấy không? Và các cô chú anh chị quý vị gần xa có bao giờ mà thấy người dân Mỹ mà xếp hàng để được đi lao động ở nước ngoài chưa? Các cô chú anh chị quý vị khắp nơi trên thế giới có bao giờ thấy người dân Mỹ mà xếp hàng để được đi lao động bên Hàn Quốc chưa? Hay là xếp hàng để được đi lao động bên Nhật hay bên Đài Loan chưa? Đấy không? Hay là xếp hàng để được đi lao động bên châu Âu không? Không, không cần. Muốn đi là ra mua vé bay đi à, đơn giản lắm. Tại vì người dân Mỹ quý vị, thứ nhất là coi như là dân Mỹ được cả thế giới chào đón này đó. Thứ hai nữa là có đô la quý vị, có đô la. À, mà thế giới thì dĩ nhiên người ta rất thích đô la rồi đó. À, chưa chắc người ta thích Mỹ đâu, nhưng mà cái quan trọng là người ta thích đô la. À, thành ra là coi như người dân Mỹ đi tới đâu là các nơi trên thế giới là cũng đây. Vô đi các anh chị, cứ vô du lịch đi. À, cái quan trọng hết là gì quý vị? Người dân Mỹ người ta đi á, người ta đi xong á, ta về. Người dân Mỹ thí dụ như cô chú anh chị quý vị, du lịch xong ở một nơi nào đó đi. Quý vị làm gì? Quý vị đi về Mỹ. À, quý vị đâu có trốn lại ra ngoài đi làm chui làm gì, đúng không? Quý vị đâu có cần tìm cách để mà trốn lại ở lậu làm gì. Anh ra là gì quý vị? Thế giới người ta mới thích. Tức là quý vị chỉ có đem tiền tới tạo lợi ích cho nước người ta thôi, bởi vì người ta thích, đúng rồi. À, còn có nhiều thành phần quý vị, à, mở miệng ra là tự hào dữ lắm, mở miệng ra tự hào lắm, mà coi như là phải chen lắng xô đẩy để tìm một cơ hội để mà gọi là đi lao động ở đâu đó. Ê, nghe nó buồn cười không quý vị? Buồn cười không? Ít chuyện nó nghe vậy sao giống Mỹ được, đúng không? Giống chỗ nào không giống? Ít chuyện là người dân Mỹ thế giới người ta chào đón, người dân Mỹ người ta tha hồ mà bàn luận tất cả những vấn đề nào trên đời này, ta thích nói gì ta nói nha. À, đúng sai gì không cần biết, nhưng mà ta có quyền ta nói. À, ta có quyền ta ra ứng cử vị trí này vị trí kia vị trí tổng thống để mà giành ghế với anh Biden, đó là quyền lợi người dân Mỹ đó. À, ta thích nói gì ta nói nha. À, ta thích bàn vấn đề gì ta bàn nha. À, trời ơi trời, còn có nhiều đứa quý vị, nhiều thành phần mở miệng ra tự hào, mở miệng ra giống Mỹ, mở miệng ra là so sánh với Mỹ, mặc dù không có tiền quý vị, mặc dù không có tiền, không có tiền sao so với Mỹ được. Rồi mặc dù cũng không có quyền lợi nữa, à, có dám bàn chuyện chính trị giống như người dân Mỹ không? À, có dám bàn chuyện chính trị giống như người dân Mỹ không? Quý vị nghĩ xem. À, trời ơi trời, rồi có được thế giới chào đón như người dân Mỹ không? Có không? Không có phải không? Có vậy sao giống, vậy sao giống Mỹ được? Mỹ đó nghe quý vị thấy không, thể hiện sơ sơ thôi. Nãy giờ là em chỉ nói sơ sơ thôi đó, em nói sơ sơ thôi đó, là em thể hiện cho một số thành phần thấy là coi như là ai mới là coi như là khát nước thật sự. À, không, đâu có phải là coi như là có nước là có nước đâu. Có nước nhưng mà không có tiền. À, không, có nước nhưng mà không có quyền lợi. Ok. Thì tức là khát nước chứ còn gì nữa, có gì nghĩ xem. À, có nước mà không có quyền lợi, cũng không có tiền luôn, thì tức là khát nước chứ còn gì nữa. Đúng không? Còn quý vị, cô chú anh chị quý vị mang tiếng là khát nước, nhưng mà quý vị chỉ cần là uống nước cây hết khát, đơn giản. Không, khát nước thì uống nước cho nó hết khát đấy. Thôi video rất dài, xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.